kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án quyết định của NATO là yếu đuối, bối rối. Ông nói hội nghị thượng đỉnh NATO hôm qua cho thấy, không phải ai cũng coi đấu tranh cho tự do là mục tiêu số 1 của châu Âu. NATO đã cố tình quyết định không che chắn bầu trời Ukraine. Ông Zelensky phát biểu trên Facebook vào tối qua ngày 4 tháng 3, chúng tôi tin rằng các nước nato đã tạo nên câu chuyện đóng cửa bầu trời ukraine sẽ kích động sự xâm lược trực tiếp của nga đối với nato đây sẽ là sự thôi miên của những người yếu đuối bất an bên trong dù thực tế họ sở hữu vũ khí mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần ông nói ông zelensky nói rằng lãnh đạo nato đã bật đèn xanh cho việc ném bom thêm vào các thị trấn và làng mạc của ukraine từ chối tạo vùng cấm bay các vị có thể đã đóng cửa bầu trời ông mô tả hội nghị thượng đỉnh của NATO ngày 4 tháng 3, nơi quyết định được đưa ra là một hội nghị thượng đỉnh yếu ớt, một hội nghị bối rối, một hội nghị cho thấy không phải ai cũng coi đấu tranh cho tự do là mục tiêu số một của châu Âu. Trong 9 ngày, chúng tôi đã chứng kiến một cuộc chiến tranh khốc liệt, phá hủy các thành phố của chúng tôi, pháo kích vào người dân, con cái chúng tôi, các khu dân cư, nhà thờ, trường học, phá hủy mọi thứ mang lại cuộc sống bình thường, cuộc sống của con người. Tổng thống Ukraina đã đặt câu hỏi về những gì các thành viên NATO đang nghĩ trong cuộc họp của họ. Tất cả những người sẽ chết kể từ ngày nay cũng sẽ chết vì các bạn, vì sự yếu đuối của các bạn, vì sự mất đoàn kết của các bạn. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng bày tỏ biết ơn đối với các nước NATO đã ủng hộ Ukraina. Tôi cũng biết ơn những người bạn của đất nước chúng tôi. Có rất nhiều quốc gia là bạn của chúng tôi trong NATO, hầu hết các đối tác của chúng tôi, hầu hết các đối tác mạnh mẽ những người giúp đỡ đất nước của chúng ta bất chấp các quyết định. Tổng thống Zelensky cho biết, mặc dù thiếu vùng cấm bay, ông chắc chắn Ukraine sẽ chiến thắng. Từ ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, tôi chắc chắn chiến thắng. Và vì vậy, chúng tôi không cảm thấy đơn độc. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ bảo vệ nhà nước của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải phóng đất đai của chúng tôi. Sáng qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, việc Mỹ và các đồng minh NATO thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu. Ông cho biết Washington sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh để cung cấp cho người Ukraine các phương tiện tự vệ trước sự xâm lược của nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay sau khi có những tin tức mới nhất về vụ việc này. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.